Bữa giờ em vẫn chạy hết công suất để mua xe về phục vụ quý anh chị nè. Em không có thời gian để quay chi tiết từng xe cho mình luôn đó quý anh chị. Lên xe là em tranh thủ uống cà phê luôn chứ không có thời gian uống cà phê nữa. Cuối tuần thứ bảy đẹp trời thì em đi Bình Dương để bắt thêm một em siêu phẩm nữa về cho quý anh chị nè. Anh chủ xe ra tận đường đón em luôn kìa, đang dắt em đi vô đó quý anh chị. Nhìn cái nội thất này là quý anh chị biết rồi nè, một mẫu xe huyền thoại luôn, C300 AMG phiên bản all new. Con này cũng là nhập Đức nha quý anh chị. Giá em này bây giờ rẻ hơn xe lắp ráp luôn rồi quý anh chị. Đó, nhà khách thì ở trên một cái đỉnh đồi luôn nha, riêng biệt biệt lập luôn. Xe không có một vết chày xước nào luôn. Làm hợp đồng này kia là em cho em nó cẩu về thôi. Sản xuất 2021, đăng ký 2022, tên cá nhân, một chủ từ mới. 20.000 km bảo dưỡng hãng full lịch sử. Đó, em mang em nó về tới Vodka rồi nha quý anh chị. Bây giờ là cái kho xe của em ngập luôn rồi nè. C200 Avantgarde 2022, 2.000 km như xe thùng luôn quý anh chị. E300 AMG 2021, con này em làm clip kỳ trước rồi nè. Volvo S90 GLC 300 2021, em còn ngập kho luôn. Cái con C200 này em chỉ bán 1 tỷ 350 triệu thôi nha quý anh chị. C300 thì 1 tỷ 789 triệu. Đó, và cái con GLC 300 All New này là em đang nghiên cứu em nó nè. Ghế còn thơm mùi da mới luôn, em mở cửa ra cho nó bay bớt cái mùi da mới đi. GLC 300 2023, màu đen ghế nâu. Cái màu này là em thấy là cái màu đẹp nhất rồi nè. Em vẫn còn một con này mà trắng nâu nữa nha quý anh chị. Con này đi mới được 6.600 km thôi quý anh chị. Em bán chỉ 2 tỷ 639 triệu, tiết kiệm hơn cho mình mấy trăm triệu luôn. Xe không khác gì xe thục, chưa có một tì vết nào luôn nha quý anh chị. Toàn bộ cái kho xe của em hầu như là xe lướt quý anh chị, không phải là xe cũ nữa mà dùng từ là xe lướt như mới. Liên hệ với Hoàng để sở hữu một trong những em xe siêu lướt như mới này nha. Số điện thoại Hoàng có ghi ở trang cá nhân. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều.